Chào mừng các bạn đến với Tiểu Điệp Tướng Lai Lai, đệ nhất soi chim. Lai Lai, một sát thủ tài năng trong làng Swimmer. Lai Lai bắt đầu luyện tập với mẹ của mình từ khi cô còn rất nhỏ. Mẹ của cô, Hera, chẳng hề nương tay hay dễ dãi, theo một phương châm rất nghiêm khắc. Cái gì cần thực thi sẽ phải được thực thi. Bằng tuyệt kỹ cắm sừng học được từ mẹ, trong một lần giao đấu với một con rồng khổng lồ, Lai Lai cắm sừng con rồng, hóa con rồng thành con trâu, con vật cay cú, thực hiện những hành động tốt cho mắt, làm cho toàn cõi Valorant chao đảo vì khả năng của cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lai Lai sẽ thừa kế danh hiệu đệ nhất sở chim của mẹ mình. Nội tại sở chim, đòn đánh thường lên tướng địch sẽ lan sang các mục tiêu lân cận, sử dụng trong combat để gia tăng một lượng lớn sát thương. Quy, bưởi năm roi, tung ra hai quả bưởi, mê hoặc tướng địch trong vùng ảnh hưởng, đồng thời đánh dấu ấn chảy máu mũi, đòn đánh kế tiếp sẽ phá vỡ dấu ấn, gây sát thương lớn, kết hợp với nội tại thì quá bá luôn. Với kép, ẩn thân, kích hoạt đưa Lai Lai vào trạng thái tàng hình, không một ai trông thấy, tái kích hoạt hoặc sử dụng chiêu thức, giám giáp và kháng phép của nạn nhân kế bên. E, cắm sừng, hóa nạn nhân thành trâu, bò, khiến nạn nhân nhận hiệu ứng cay cú, thực hiện những hành động tốt cho mắt. R, sức mạnh của sự nổi tiếng, gia tăng sát thương của các chiêu thức còn lại. Cách chơi, khi chưa có chiêu cuối, sử dụng ẩn thân với kép, tiếp cận, giảm giáp và kháng phép của nạn nhân. Ngay sau đó, ốp hai quả bưởi năm roi vào mặt nạn nhân, gây chảy máu mũi, đánh thường, phá vỡ dấu ấn, cũng như kích hoạt nội tại, sờ chim nếu có thể. Tiếp tục cắm sừng để khống chế nạn nhân. Khi đã có chiêu cuối, kích hoạt chiêu cuối trước khi sử dụng các chiêu thức còn lại, gia tăng lượng lớn sát thương. Đó là những thông tin của vị tướng sắp ra mắt trên đấu trường công lý. Đăng ký ngay để nhận được những thông tin mới nhất về đệ nhất sở chim. Lướt một dòng bảng tin Facebook, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một điều rằng những đứa chân dài thường rất nhiều like, cũng như tương tác thả tim comment quá trời. Trong khi mấy thằng đực dựa như chúng ta thì lại chả có ma nào nó ngó đến. Đừng lo, mình sẽ giúp các bạn có cực kỳ nhiều tương tác nếu các bạn muốn, chỉ bằng một vài cú nhấp chuột trên trang free.com. Cụ thể như sau. Điều đầu tiên là Facebook mà bạn muốn tăng like phải để ở chế độ công khai. Bạn vào phần cài đặt, kích vào bài viết công khai và sau đó các bạn sửa thành mọi người. Tiếp theo, bạn truy cập vào trang web free.com và làm theo các bước sau. Nhập tài khoản Facebook và sau đó kích vào đăng nhập. Tiếp theo, bạn sao chép toàn bộ mã token paste vào ô ở bước thứ 3 và ấn vào đăng nhập. Ok, sau khi đăng nhập thành công, chúng ta có thể thấy một giao diện cực kỳ dễ hiểu. Ô màu xanh trên cùng là tài khoản cũng như là số lượng tương tác còn lại của bạn. Ô thứ hai là ô tìm kiếm ID Facebook mà bạn muốn tăng tương tác. Cách lấy ID như sau. Kích vào hướng dẫn lấy ID, mở Facebook, tìm kiếm đối tượng, sao chép link trang chủ của đối tượng, paste vào đây, lấy ID là ok. Dưới đây là một loạt các bài đăng mà bạn có thể tăng tương tác, ví dụ như like, tối đa là 210 like trên một bài, nhập số lượng bạn muốn tăng. Mấy cha trong này chắc không chọn mắc mới lạ. Ok, mắc 210 like luôn. Các bạn có thể thấy yêu cầu thành công. Còn nếu bạn nào muốn tăng bình luận, nhập nội dung bạn muốn bình luận, ví dụ hai quả tim, nhấp vào ok, bạn có thể thấy nó đã xuất hiện. Khá là đơn giản đúng không? Có bạn nữ nào thích sống ảo, các ông cứ dùng cách này mà lấy lòng. Tóm lại là giao diện rất dễ dùng, nên thử. Haha, nếu có gì cần hỗ trợ thêm về tăng like Facebook, các bạn có thể liên hệ Zalo số điện thoại 01676 128 384 hoặc Facebook Vũ Đức Thành để được hỗ trợ.